Hôm nay, hơn 8 triệu cử tri Cuba tham gia cuộc bầu cử quốc hội nhiệm kỳ 5 năm tới. Trong cuộc bầu cử lần này, cử tri Cuba sẽ bầu ra 470 đại biểu quốc hội, ít hơn 135 người so với kỳ lập pháp trước. Cử tri Cuba sẽ bỏ phiếu tại hơn 23.000 điểm bỏ phiếu ở 168 quận huyện trên cả nước. Trong số các ứng cử viên, hơn 53% là nữ giới, 45% là người da màu. Dự kiến Quốc hội Cuba khóa 10 sẽ có 64% là thành viên mới. Độ tuổi trung bình của các ứng cử viên là 46 tuổi. Nhìn lại thì lạm phát, những khó khăn trong hệ thống năng lượng điện quốc gia và tình trạng suy thoái kinh tế được cho là những thách thức có thể ảnh hưởng đến việc người dân Cuba tham gia bỏ phiếu. Ít nhất 6.000 người đã tham gia biểu tình phản đối xây dựng hồ thủy lợi ở miền Tây nước Pháp. Đụng độ với cảnh sát đã khiến hàng chục người biểu tình bị thương. Hàng nghìn người đã tập trung tại San Solin phản đối xây dựng hồ chữ nước để tưới tiêu trang trại trong khu vực. Biểu tình leo thang thành bạo lực khi một số người quá khích, ném nhiều vật thể, trong đó có cả chất nổ tự chế về phía cảnh sát. Khoảng 3.200 cảnh sát đã được triển khai và đáp trả bằng hơi cay, vòi rồng và đạn cao su. Đợt hạn hán tồi tệ nhất ở Pháp vào mùa hè năm ngoái đã làm trầm trọng thêm những tranh cãi về nguồn nước trong nông nghiệp. Nhiều người cho rằng hồ chứa quá lớn và chỉ có lợi cho các trang trại lớn chấp đại dịch Covid-19 và đà tăng trưởng chậm của nền kinh tế toàn cầu, kim ngạch thương mại năm 2022 giữa Trung Quốc và các nước dọc sông Mekong đã đạt mức tăng trưởng ấn tượng 416,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 5% so với năm 2021. Năm 2023 kỷ niệm 7 năm hợp tác Mekong Lan Thương, khuôn khổ hợp tác này đã chứng tỏ sự năng động và bền bỉ trong việc thúc đẩy hợp tác đôi bên cùng có lợi và phục hồi các nền kinh tế hợp tác Mekong Lan Thương do Trung Quốc và năm nước sông Mekong, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam cùng khởi xướng và xây dựng, trở thành một hình mẫu hợp tác đặc trưng trong khu vực và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội tiểu vùng. Kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và các nước vùng sông Mekong tăng 105% trong 6 năm qua. Kể từ khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu năm 2020, các quy định thương mại đặc biệt theo nghị định thư Bắc Ireland, một phần quan trọng của thỏa thuận hậu Brexit đã gây nên tranh chấp và sự chia rẽ sâu sắc. Sau nhiều năm nỗ lực đàm phán thì cuối cùng ngày 25 tháng 3 vừa qua, Anh và EU đã chính thức ký thực thi thỏa thuận Windsor, đánh dấu sự thông suốt những khúc mắc trong thời gian qua, đồng thời mở ra một kỷ nguyên hợp tác mới. Là đồng minh, đối tác thương mại và bạn bè. Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã khẳng định như vậy về mối quan hệ trong tương lai giữa nước Anh và Liên minh châu Âu sau khi hai bên đạt được nhất trí về khuôn khổ Windsor tại lâu đài Windsor. Tiếp theo đó, ngoại trưởng Anh James Cleverly và phó chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Maros Sefcovic ngày 24 tháng 3 đã chính thức ký thực thi khung thỏa thuận chấm dứt tình trạng bế tắc thương mại giữa hai bên. Nội dung chính của thỏa thuận Windsor bao gồm việc cắt giảm các thủ tục trong trao đổi thương mại giữa Vương quốc Anh và Bắc Ireland, giảm vai trò của tòa án công lý châu Âu và luật pháp EU ở Bắc Ireland, đồng thời cho phép cơ quan lập pháp Bắc Ireland có tiếng nói đối với các quy định mới của EU. Khuôn khổ Windsor cũng thiết lập làn xanh tại các cảng biển Ireland dành cho hàng hóa đến từ Anh lưu hành ở Bắc Ireland mà không chịu bất kỳ hạn chế thương mại nào, trong khi làn đỏ sẽ dành cho hàng hóa tiếp tục vào Ireland và thị trường EU. Đặc biệt thỏa thuận cho phép nghị viện vùng Bắc Ireland áp dụng cơ chế phanh khẩn cấp đối với những thay đổi trong các quy định về hàng hóa của EU. Điều này có nghĩa là chính phủ Anh sẽ có quyền phủ quyết việc áp dụng một số luật của EU tại Bắc Ireland. Một phần thưởng khác dành cho Anh là việc tái kết nạp nước này vào chương trình khoa học Horizon của EU trị giá 95 tỷ euro. Thỏa thuận mới với EU mang lại những lợi ích kinh tế hữu hình cho nước Anh và đây cũng là ưu tiên rõ ràng của thủ tướng Sunak đây là thời điểm quan trọng. Lần đầu tiên kể từ năm 2016, chính phủ Anh đã đặt tác động kinh tế của Brexit lên trước chính trị, mở ra cơ hội thúc đẩy kinh tế và hợp tác giữa Anh và EU. Khuôn khổ Windsor không đơn thuần chỉ là văn bản quy định thương mại hậu Brexit ở Bắc Ireland mà mang ý nghĩa lớn hơn nhiều giúp thúc đẩy hợp tác an ninh và ngoại giao của Anh với EU. Với thỏa thuận mới, Thủ tướng Sunak dường như đã đạt được nhiều hơn những gì mà đảng bảo thủ cầm quyền mong đợi, cho thấy ông bước đầu đã tạo dựng được lòng tin ở Bruxelles. Quý vị đang theo dõi Thế giới chuyển động và tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Cư dân quanh khu vực Hồ Tahoe, dọc biên giới giữa hai bang California và Nevada của Mỹ, đang phải đối mặt với tình trạng tuyết rơi dày đặc lên tới hơn 15 mét. Lượng tuyết rơi kéo dài nhiều ngày đã khiến tuyết chất đống, một số mái nhà trong khu vực đã bị sập do sức nặng của tuyết. Nhà khí tượng Mỹ dự báo tỷ lệ tuyết rơi dày nhất và gió mạnh nhất là từ cuối đêm thứ Hai 27 tháng 3 đến chiều thứ Ba 28 tháng 3. Trước tình hình này, khuyên cáo đề phòng thời tiết cực đoan sẽ có hiệu lực đến giữa tuần sau tại những khu vực bị ảnh hưởng. Chi phí sử dụng điện của một hộ gia đình Thụy Sĩ sẽ tăng hơn 2 lần vào năm 2024. Quy định này được đưa ra khi công ty điều hành lưới điện lên kế hoạch tính phí duy trì dự trữ mùa đông đối với người tiêu dùng. Cụ thể trong năm 2024, một hộ gia đình có mức tiêu thụ hàng năm 4.500 kWh sẽ phải chi trả 158 đô la Mỹ, tức là hơn 3,7 triệu đồng, tăng cao hơn 2 lần so với mức phí hiện nay. Với quy định này, lần đầu tiên người tiêu dùng Thụy Sĩ sẽ chịu phí dự trữ thủy điện, phí vận hành nhà máy dự trữ và phát điện khẩn cấp, tất cả các biện pháp vốn nhằm bảo đảm nguồn cung điện năng của đất nước. Kể từ ngày 15 tháng 5 tới, việc phân loại rác thực phẩm sẽ là bắt buộc tại khu vực ở thủ đô Bruxelles của Bỉ. Để khuyến khích người dân, công ty vệ sinh môi trường Bruxelles đã đưa ra một thử thách thú vị và độc đáo tên là thử thách màu cam, cung cấp cho người dân thùng rác màu cam dùng để chứa túi đựng rác thực phẩm. Cũng từ ngày 15 tháng 5, Bruxelles sẽ tổ chức thu gom rác từ 20 giờ đến 2 giờ sáng ngày hôm sau. Việc thu gom buổi tối giúp giảm thời gian rác tồn động trên đường cũng như giảm tắc nghẽn giao thông cho thủ đô. Dù có học vấn cao, song nhiều người tại Trung Quốc vẫn sẵn sàng trở thành giúp việc hoặc bảo mẫu. Lý do là bởi những ngành này đang hái ra tiền ở Trung Quốc. Trong trang phục màu hồng, những người phụ nữ này đang nhẹ nhàng massage cho những con búp bê nằm trên bàn. Họ là những học viên đang tham gia một khóa đào tạo bảo mẫu và giúp việc chuyên nghiệp của Trung tâm Đào tạo Ipetong ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Tại đây, họ không chỉ được học cách chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh, đặc biệt là trong những tháng sau khi sinh, mà còn được hướng dẫn cách làm việc nhà chuyên nghiệp. Sau khi học chăm sóc trẻ và giáo dục trẻ từ sớm, tôi cảm thấy mình đã bù đắp được những thiếu sót của mình. Giờ thì tôi có thể chăm sóc cả trẻ lớn lẫn trẻ nhỏ. Trung bình những bảo mẫu và giúp việc chuyên nghiệp ở các thành phố lớn có thể kiếm được 15.000 nhân dân tệ, tức gần 2.200 đô la mỗi tháng hoặc thậm chí nhiều hơn. Đây là mức lương tương đối cao tại một số quốc gia có mức lương trung bình dưới 9.000 nhân dân tệ như Trung Quốc. Mức lương này đang thôi thúc những phụ nữ có trình độ học vấn cao chuyển sang làm giúp việc chuyên nghiệp, một trong số đó là Đông Lily, 35 tuổi. Cô từng theo học ngành cơ khí trước khi sinh con cách đây 6 năm. Trung Quốc giờ không có nhiều trẻ nhỏ, nên cái cần bây giờ là sự chuyên nghiệp. Người làm giúp việc tuy nhiều, nhưng những người thực sự có chuyên môn thì không nhiều. Chính vì thế nhiều người đến đây để học, để phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn. Tiêu chí đặt ra khi thuê bảo mẫu chuyên nghiệp đang cao hơn, vì vậy tiêu chí tuyển chọn học viên của trường chúng tôi cũng được nâng lên. Tôi rất lạc quan về thị trường dịch vụ bảo mẫu và giúp việc nhà. Theo Hiệp hội Ngành Dịch vụ Gia đình Trung Quốc, khoảng 15% trong số 190 triệu hộ gia đình ở các thành phố và huyện cần dịch vụ giúp việc, trong đó nhu cầu đặc biệt lớn tại các thành phố hạng nhất và hạng hai.